đầu tiên vô là mình phải inbox cái canh hơn, nhớ vô để mình nhập á. Rồi sau đó ở đây rồi ôm sùm tao báo ba biến đúng không, plot bây giờ plot là in chút xíu mình có tính toán chia tùm lum la ép kiểu nó công lắm, đâm ra mình phải báo plot đi cho nó an toàn đúng không. Plot a phải b phải c hiểu chưa. Rồi rồi nhập đúng không, a bằng scanner, ủa scanner với con scanner chưa nhục mất rồi. Rồi rồi a bằng scanner chấm nest in và nest plot không. Rồi b bằng chấm nest plot đúng không, c bằng chấm nest plot đúng chưa. Rồi các bạn biết rồi đó, nhập xong rồi đó, tiếp theo làm gì, check email đúng không. Rồi nhìn nè, bớt nói đi. Nếu a bằng bằng không, ở đây mình chưa có viết dội, mình xây cái khung lên trước. Ngược lại, đó xây khung trước nè. Ờ thì có phải là chỗ này là cái gì, bật nhất không, bật chỗ này là bật hai không đúng không. Đó xây cái khung lên mình ghi chú này nọ là mình thấy được rồi đó, nhìn chưa. Rồi trong bậc nhất sao, nếu b bằng bằng không thì sao, b bằng không thì vô nghiệm. Ngược lại, ngược lại đó là b bằng b cái không đó là nghiệm là gì, trừ b chia trừ c trên b. Rồi trừ c chia b rồi nè, rồi xong bậc nhất chịu chưa, không đeo. Rồi bậc hai, bậc hai, bậc hai vô tính delta đúng không, d bằng b bình phương, b bình phương là mình ghi là b nhân b trừ 4 nhân a nhân c phải không, ok không. Nhưng mà b bình phương này hôm trước mình có thể xài hàm được đó nhớ không, làm gì, hàm gì mà sao, hàm gì, b bình phương xài hàm gì, nếu mà sao tập trung lên. Ngó anh bạn nãy giờ có viết cái gì đâu mà cứ ngó chăm chăm cái máy hoài vậy. B bình phương làm gì nhớ không, má chấm bao nhớ chưa. Rồi B bình phương là b, chỗ này là 2 B bình phương trừ 4ac. Ồ đưa là plot nó còn chưa chịu nữa kìa, thằng này nó dư gì đúp bồ quá, ép nó về plot đi chịu chưa. Rồi đó gì delta đúng không, bình phương vô c. Rồi nếu d nhỏ gì qua này nhỏ không vô nghiệm, ngược lại nếu d bằng không nghiệm nghiệm kép phải không, gì trừ b chia 2 đúng không, trừ b chia 2 nhân a đúng không, không trúng rồi đó, sập rồi đó, bỏ mặt cái này nữa chắc cú. Rồi chịu chưa, cuối cùng ngược lại mấy đứa kia sao mà tôi viết trên đây gần chết luôn, mấy quý vị không chịu khó, mấy quý vị cứ làm cái gì á, mấy cái bài nó quan trọng lắm, quý vị đi học quý vị cũng phải chịu khó chút xíu, quý vị đi học quý vị cũng phải nghĩ đến
tốn tiền, ba mẹ làm cực khổ cho tiền nó một phí, vô chỉ có học chứ. Trời ơi, mình không biết thương ba mẹ cũng phải ráng thương cái tương lai của mình chứ. Rồi, rồi x1 đúng không? Trừ b, trừ trừ b trừ căn delta, ok không? Căn delta mình có hàm á, map chấm sqrt của delta, rồi chia 2a đúng không? Tức là nguyên cái đám này luôn, nó chia cho 2 nhân a, hiểu chưa? Rồi thằng Mỹ này nó bị ấy đó. Ủa, em điều đó nữa hả? Rồi, hiểu chưa? Trừ b cộng, rồi tính ra rồi xong, và giải phân trừ bằng hai, chào hiểu chưa? Trời ơi, kết 1, 1, 1, vô nghiệm. Thử rồi, xong, xong 5, vô nghiệm của bậc nhất. Ok không? Rồi đem nghiệm kép nè. Nghiệm kép là B bình delta lớn không, mà delta B bình phương, đâm ra B nó lớn chút xíu. 1, 5, 2, đủ chưa? Nghiệm kép S1 vàng, S2 vàng, dễ chưa? Rồi, kết thúc. Ráng lên nha quý vị, mình thấy một số quý vị học rất là chịu khó, rồi coi chăm chỉ. À, một số quý vị là hơi lôi thôi đó nha, cố gắng dùm.